chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đi cưỡi ngựa ở một câu lạc bộ cưỡi ngựa tại Chiba. Câu lạc bộ này có xe đưa đón miễn phí từ ga Tokyo. Cho nên là bây giờ mình đang đứng ở ga Tokyo để chờ xe đến. Ồ, xe đến rồi.